Theo khiếu nại của Hải Dân, chúng tôi xem xét thấy Bơ và Quỳnh đã vi phạm nội quy của công ty, lừa gạt cấp trên, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty, cho nên chúng tôi phải buộc cắt hợp đồng với hai người. Vị trí quản lý của Bơ và giao diễn của Quỳnh, Hải Dân sẽ tìm người khác thay thế. Anh ơi, em nói thiệt với anh, em không muốn vậy đâu. Tại vì em nôn nóng, em muốn tìm một cái diễn viên nào đó phù hợp cho cái vai diễn sắp tới, em mới trót dài làm như vậy thôi. Em không, thực sự không muốn đâu, anh hãy bỏ qua cho anh lần này. Dạ đúng rồi đó anh, tại vì thật ra là cái này là tại vì em quá hấp tấp, chứ em không có ý lợi dụng gì hết á. Anh cũng thấy đó, từ lúc mà em vô công ty á, em cũng chăm chỉ luyện tập, em cũng chăm chỉ đi diễn xuất. Nói chung là em đã dồn hết năng lực của mình để hoàn thành tốt cái vai diễn của em. Anh cũng thấy rồi đúng không anh? Anh thông cảm cho tụi em, anh tha thứ cho tụi em, cho tụi em một cơ hội đi. Anh được cắt rồi em. Anh dạ cắt thì... tụi em khổ tụi em luôn. Thôi được rồi, nếu hai người có ý muốn tiếp tục gắn bó với công ty thì tôi sẽ tạo điều kiện cho hai người. Tạo điều kiện thôi. Quỳnh cũng là một diễn viên tiềm năng. Dạ. Tôi sẽ giữ em lại để đào tạo. Còn Bơ, em sẽ chuyển qua làm quản lý của Quỳnh. Yes. Tạm thời trước mắt là có giải pháp như vậy thôi. Hai người có ý kiến gì không? Dạ, có. Em cảm ơn anh. Dạ có, em cũng cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Em sẽ cố gắng hết sức mình. Em sẽ không bao giờ như trước đây nữa. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dạ dạ, em cũng sẽ cố gắng thật làm quản lý thật tốt cho Quỳnh. Dạ. Em sẽ cố gắng hỗ trợ Quỳnh hết sức của em. Dạ. Dạ. Rồi. Đúng vậy Quỳnh. Không nhất vậy nha. Dạ. Hai đứa ráng cố gắng làm việc. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, dạ, 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 cảm uống nước, uống nước. Trợ lý, uống nước. Quản lý cho mày trợ lý nữa. Ủa, quản lý. Mừng quá quên luôn rồi. Vô đi. Được rồi, tự uống. Uống đi, mình uống đi. Không, không, không. Trái cây, mình phải đưa tận ngôi, đưa tận cổ. Trời ơi, làm gì cực lắm. Trái cây nha, trái cây. Trời ơi. Trái cây. Từ. Nè. Nóng không? Trời, nóng quá đúng không? Rớt giấy luôn rồi. Trời ơi, thôi không xài nữa. Không sao, phủi vô quần, phủi quần sạch sẽ. Nào. Rồi, mình bỏ vô miệng mình ăn. Rồi, mình ngồi yên đó, quạt. Xong cái mình làm mặt làm mày đâu. Phấn đâu, không thấy phấn luôn. Không thấy phấn, quạt không đi rồi. Mình quạt không đi, quạt lên đó. Mình đó, đó. Ê, nãy giờ làm như Bơ tẩy trang luôn á. Trời ơi, từ. Được rồi. Để Quỳnh học bài. Được không? Được rồi, nè, ra cho Quỳnh học bài đi. Để Quỳnh tập chú học bài đó. Vậy là từ đây tụi mình sẽ hợp tác vui vẻ nha. Yeah. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.